Dạ cô ơi, và thử thách hôm nay của Haru đó chính là đi tìm dụng cụ cắt thức ăn bánh donut. Và Haru sẽ đi tìm coi là Haru sẽ ăn chung với đồ dùng gì đây. Số 2. 1, 2, 3. Bạn chạy đến răng. Bạn chạy đến răng. Ôi, không có gắp được luôn á. Ồ, chưa múc được kem. M&M. Bây giờ Haru sẽ đi chọn nhé. 7. Thôi, số 8 đi. Số 8 có vẻ may mắn hơn. 1, 2, 3. Hả? Cái tam xỉa răng. Rồi bây giờ đâu có ăn thử cái tam này đâu. Mì tương đen. Anh sẽ chọn số nào đấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chọn số đầu tiên. Cái là cái gì? 1, 2, 3. Hả? Cái lửa. Mì tương đen nó mỏi vừa thổi vừa ăn đây. Trời ơi. Ăn được. Thật luôn có trời. Đậu phộng. Thật quá. Số 3, số 4. Số 4 đúng không ta? Nguy hiểm quá. Số 5. Haru sinh ngày 5. Haru sẽ chọn số 5. 1, 2, 3. Cái gì vậy? Đó đồ. Đồ xíu dài luôn. Cũng dễ. Gấp cũng được á. Cũng được. Không làm khó Haru được. Thạch dừa vị cam. Rất hấp dẫn luôn. Haru sẽ chọn số nào nữa ta? Còn lại số 3, 4, 6, 7. Số nào cho may mắn ta? Số 6. Số 7. Còn số 4 đi. 1, 2, 3, 4. Ủa, cái mồm. Không tin vào mắt của mình luôn, cái mồm. Kem sầu riêng sữa dừa. Haru sẽ chọn số mấy đây? Màu vàng có vẻ may mắn đó, chúng ta sẽ tiếp tục chọn màu vàng. 1, 2, 3. Đậu đánh trứng. Khô thật sự luôn rồi. Cảm ơn ạ.